đây là tấm 1m x 2 mình làm giày cho khách. Riêng hạt nhựa tài lộc phú quý nha mọi người, mẫu giọt nước. Treo cửa đường luồng này, rất là đẹp nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0969 233 186. Treo cửa đường luồng hoặc là phòng thờ đều được ạ.